Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành bài tập số 1. Các bạn cùng giải các phương trình thì A, B, C, D, các bạn quan sát. Bây giờ với việc giải quyết phương trình ở A, ta thấy x bình phương cộng 2x cộng 8 bằng 0 thì ta có nhận xét như sau. Thì hệ số trước x bình, tức là hệ số A ở đây bằng 1 khác 0. Như vậy ta khẳng định luôn đây là chính là phương trình số bậc 2. Vậy để giải phương trình này, chúng ta sẽ liệt kê các hệ số A, B, C ra. Và ở trong hệ số B thì ta thấy là một số chẵn, thế nên chúng ta nên sử dụng công thức nghiệm thu gọn để chúng ta giải. Vậy thực hành lời giải cho bài tập như sau. Làm đối với A, x bình phương cộng 2x cộng 8 bằng 0. Bây giờ chúng ta cứ làm lần lượt là chúng ta sẽ liệt kê các hệ số ABC. A bằng 1 khác 0, B ở đây bằng 2. Từ đó các bạn tính luôn ra B phẩy, chính là bằng B chia 2 chứ bằng 1. Và C bằng 8. Với A khác 0 này rồi, ta được quyền sử dụng công thức nghiệm thu gọn. Ta tính nhân ta phẩy bằng b phẩy bình phương trừ đi a nhân c. B phẩy ở đây chính là 1, a là 1 và c là 8, tức là trừ 8 và bằng âm 7. Với delta phẩy bằng âm 7 nhỏ hơn 0, và ta đi đến kết luận đó là phương trình vô nghiệm. Khá đơn giản thôi. Các bạn sẽ chuyển sang ý B. Ý B với phương trình x 5x bình phương cộng 5 nhân căn 2x cộng 2,5 bằng 0. Các hệ số ABC trong trường hợp này, ta thấy A bằng 5 khác 0 rồi, B ở đây bằng 5 căn 2. Ta để nguyên như trong trường hợp này, chia cho 2 sẽ phức tạp. C bằng 2,5. Các bạn dùng công thức nghiệm với delta bằng b bình phương trừ 4ac. Thay số vào ta thấy là bằng 5 căn 2 tất cả bình phương trừ đi 4 nhân a là nhân với 5 và nhân với 2,5. Ta nhận thấy 5 bình phương là 25 nhân 2 ở đây chính là 50. Và chỗ này 20 nhân 2,5 kết quả cũng bằng 50 và chính bằng 0. Với delta bằng 0 thì ta đi đến kết luận là phương trình có nghiệm kép. Và công thức của nghiệm kép các bạn nhớ cho cô, đấy là x1 bằng x2 bằng trừ b trên 2a. Và trong trường hợp này b chính bằng 5 căn 2, như vậy là trừ 5 căn 2 trên 2a, tức là trên 10, hay nói cách khác bằng trừ căn 2 trên 2. Ta sang ý C của bài toán. 2x bình phương trừ 5x cộng 2 bằng 0. Ở đây các hệ số ABC ta cũng làm tương tự như những bài khác, là A bằng 2 liệt kê ra, B bằng âm 5, C bằng 2. Các bạn sử dụng công thức nghiệm tính delta bằng B bình phương trừ 4 nhân A nhân C. B bình phương ở đây chính là trừ 5 bình phương trừ 4 nhân A nhân C và nhân 2. Và kết quả là bằng 25 trừ đi 16 và bằng 9. Với delta các bạn tính được là bằng 9 lớn hơn 0. Như vậy phương trình này sẽ tìm được hai nghiệm phân biệt. Và từ đây các bạn rút ra ngay căn bậc 2 của delta chính bằng căn bậc 2 của 9 và bằng 3. Với căn delta bằng 3, các bạn tìm được các giá trị x1 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a và bằng b ở đây là âm 5 nên trừ của âm 5 trừ căn delta, các bạn vừa tính căn delta bằng 3 nên trừ 3 trên 2 nhân với a ở đây là 2. Các bạn tính toán thì thấy là 5 trừ 3 bằng 2 và chia cho 2 ở đây, vậy kết quả sẽ là 1/2. Và x2 thì ta thấy là với công thức là trừ b cộng căn delta trên 2a, tức là bằng âm trừ căn 5, xin lỗi, trừ của trừ 5 cộng với 3 trên 2 nhân 2 và bằng 8 chia cho 4, kết quả bằng 2. Như vậy tập nghiệm của phương trình
bao gồm có các giá trị 1 phần 2 của họ. Sang đến ý D. Với D, cô viết lại đề bài như sau. Các bạn giải phương trình 1 trừ căn 2 nhân x bình phương trừ đi 2 nhân với 1 cộng căn 2 nhân x cộng 1 cộng căn 3 căn 2 bằng 0. Ta quan sát đối với các hệ số A, B, C trong trường hợp này. Các bạn có thể liệt kê ra, và trong trường hợp này B ở đây là một số chẵn, thế nên chúng ta sử dụng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn cũng được để các bạn tính toán tìm ra x. Thế nhưng với những các hệ số cồng kềnh như thế này, chúng ta quan sát thật kỹ xem có điều gì đặc biệt trong phương trình này hay không. Thì các bạn nhẩm, các bạn thấy rằng ở đây 1 trừ đi căn 2 trừ đi 2 trừ 2 căn 2, như vậy nó sẽ là 1 trừ đi 3 căn 2, xin lỗi, là trừ 1 trừ 3 căn 2 và kết hợp với C ở đây. Như vậy là A cộng B cộng C bằng 0 rồi. Nên chúng ta sẽ tận dụng ngay cái cách tính nhẩm mà ứng dụng của hệ thức VS trong trường hợp này. Trước hết là các bạn cũng liệt kê các hệ số A, B, C ra. A bằng 1 trừ căn 2, B ở đây là bằng trừ 2 nhân 1 cộng căn 2 và C ở đây là 1 cộng 3 căn 2. Ta có nhận xét là A cộng B cộng C bằng 1 trừ đi căn 2 trừ đi gì? Các bạn có thể nhân ngay vào đây là trừ đi 2, trừ đi 2 căn 2 và cộng với 1 cộng 3 căn 2. Hay nói cách khác, chúng ta quan sát thấy là 1 cộng 1 bằng 2 trừ 2 hết, trừ 2 căn 2 với trừ căn 2 là trừ 3 căn 2 và triệt tiêu đi là kết quả bằng 0. Và với A cộng B cộng C bằng 0 thì ta thu được x1 bằng 1 và nghiệm còn lại x2 bằng C trên A và bằng 1 cộng 3 căn 2 trên 1 trừ căn 2. Trong trường hợp này ta có thể chụp căn thức ở mẫu, nhân cả tử và mẫu với 1 cộng căn 2, ta thu được 1 cộng 3 căn 2 nhân 1 cộng căn 2 và chia cho 1 trừ đi căn 2 tất cả bình phương. Và dưới mẫu bây giờ sẽ còn là âm 1, như vậy ta chuyển âm lên trên, ta thấy là trừ của các bạn nhân vào với 1 cộng căn 2 cộng 3 căn 2 và cộng với 3 nhân 2 là các bạn cộng luôn là bằng 6 ở đây. Và kết quả thu được của x2 chính là 4 căn 2 cộng với 7 và đặt dấu trừ ra bên ngoài. Với x1 và x2 như này, các bạn tự kết luận cho cô hai nghiệm của phương trình.